Chào mừng các em đã đến với môn khoa học tự nhiên 6. Việc phân loại thế giới sống cũng giống như cách chúng ta sắp xếp các loại sách vào giá sách. Theo em, chúng ta nên dựa vào những tiêu chí nào để phân loại sinh vật vào các nhóm phân loại? Cô trò mình cùng tìm hiểu chủ đề 8 đa dạng thế giới sống, bài 22 phân loại thế giới sống. Nội dung của bài 22 gồm có các phần sau. Thứ nhất, sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống. 2. Các bậc phân loại sinh vật. 3. Các giới sinh vật. 4. Khóa lượng phân. Đây là một số hình ảnh các loài sinh vật trong tự nhiên. Em hãy kể tên các sinh vật trong hình. Con vọc, con nhện, con rùa, con bướm, con bọ cánh cam, con cá, phi khuẩn, con cò, trùng đế giày, dương sĩ, thông và hoa súng. Con vọc, vọc chà vá chân đỏ hay còn gọi là vọc chà vá chân nâu, thuộc họ khỉ phụ thế giới. Để phân biệt với các loài khỉ tân thế giới, phải là loài màu sắc rực rỡ nhất trong các số các loài linh trưởng. Loài vọc này có rất nhiều tên gọi khác nhau như vọc ngũ sắc, khỉ chú lính, giáo hoàng, gấu đầu hở đuôi. Đây là loài khỉ sinh sống, ăn và ngủ trên các cành cây trong rừng và hoạt động vào ban ngày. Chà vá chân nâu là loài khỉ ăn lá đặc hữu của vùng Đông Dương, chủ yếu phân bố ở Việt Nam, Lào và một số phần nhỏ ở Đông Bắc Campuchia. Hiện nay, chúng là một trong những loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Nhện là một bộ động vật săn mồi không xương sống thuộc ngành chân khớp. Cơ thể của chúng chỉ có hai phần, phần đầu ngực và phần bụng. Chúng có 8 chân, đôi kìm có tiếng đọc, miệng không hàm nhai, không cắn. Tất cả các loài nhện đều có khả năng làm mền nhện, một thứ sợi mỏng nhưng bền như tơ bằng chất đạm, tiết ra từ phần sau cùng của bụng. Mạng nhện được dùng làm nhiều việc như tạo dây để leo trèo trên vách, làm tổ trong hốc đá, tạo nơi giữ và gói mồi, giữ trứng và giữ tinh trùng. Nhiều loài nhện dùng tính chất của mạng nhện để bẫy mồi, trong khi một số loài khác săn mồi bằng cách rình và tấn công phục kích. Rùa có tập tính đẻ trứng và vùi trong cát, sinh trưởng chậm. Có hai loại rùa, rùa dưới nước và rùa ở cạn. Rùa biển là loài thuộc nhóm bò sát, có hình dáng gần giống với rùa trên cạn và các loài rùa nước ngọt hay ba ba. Khác với rùa sống trên mặt đất, rùa biển không thể thu đầu và chân vào trong mây được. Chúng có 4 chân, hoạt động như máy chèo. Thức ăn chính của rùa biển bao gồm cỏ biển, sứa biển, cua, các loài thân mềm và bọt biển. Rùa biển di cư hàng năm, đôi khi hàng nghìn km từ nơi kiếm ăn sinh sống đến bãi đẻ và sau đó quay về. Rùa biển cái bơi qua những ngọn sóng để đẻ trứng trên bờ biển. Chúng chỉ rời khỏi mặt nước lên bờ trong thời kỳ đẻ trứng này. Rùa biển cái đào hang bằng chi và đẻ khoảng 70 cho đến 190 trứng. Trứng rùa cần 6 đến 10 tuần để nở, tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên. Bướm là loài côn trùng rờm, bướm ngày, bướm đêm còn gọi là ngại. Thân bướm được chia làm 3 phần, đầu, ngực và bụng. Tất cả những phần này đều được phủ một lớp lông và vảy. Đầu mang một cặp mắt kép, một đôi râu, hai mảnh môi sờ là cơ quan cảm nhận vị giác và một vòi hình ống để hút thức ăn. Râu bướm có hai dạng, dạng hình roi và dạng răng lược. Ngực được chia làm 3 đốt, mỗi đốt mang một cặp chân. Các đốt ngực giữa và sau mang một đôi cánh có nhiều gân được phủ lớp vảy nhiều màu sắc. Hệ gân cánh và các kiểu màu sắc của cánh là những đặc điểm chủ yếu để phân loại các loài bướm. Vòng đời của bướm trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn trứng, đến giai đoạn sâu non, còn gọi là ấu trùng bướm. Tiếp theo là giai đoạn nhộng và giai đoạn trưởng thành là bướm. Cò, chúng sở hữu bộ lông màu trắng, đôi chân siêu nhỏ với cẳng chân bé xíu. Mỏ dài và nhọn, đây chính là lợi thế giúp chúng bắt được mồi dưới bùn sâu. Chúng sống thành từng đàn, vào mùa mưa cũng là mùa sinh sản của chúng. Hoa súng sinh sống ở các khu vực ao hồ và đầm lầy với lá và hoa nổi lên trên mặt nước, lá súng hình tròn, lá đơn một cấp, hoa xếp xoắn vòng, cánh hoa nhiều xếp lớp. Cây dương sĩ. Dương sĩ thuộc dạng cây thân thảo, thân rễ, có chiều cao trung bình từ 15 đến 30 cm. Và rộng khoảng 15 đến 20 cm. Dương sĩ có lá kép mọc thành từng cụm,
Lá non có lông, thường cuộn trọn lại một đầu, lá già duỗi thẳng ra, phiến lá chia thành nhiều thùy. Cây nhân giống bằng bào tử, nên chỉ cần bào tử bay đến nơi nào, cây mọc lên ở đó. Cây thông. Thông là loài cây thân gỗ, tán thường thình tháp, là nhóm thực vật chưa có hoa, quả nhưng có hạt. Cơ quan sinh sản là nón, có hai loại nón, nón đực và nón cái. Nón nhỏ màu vàng mọc thành cụm, nón cái mọc riêng lẻ từng chiếc. Bọ cánh cam. Bọ cánh cam hay còn gọi là bọ rùa, đây là loại côn trùng hiền lành, sở hữu vẻ ngoài bắt mắt nên được nhiều người rất yêu quý. Bọ cánh cam là loại côn trùng có cánh chân khớp. Loài bọ này sở hữu 6 chiếc chân nhỏ, ngắn, mỗi chân có một đốt. Cánh của chúng rất cứng cáp, ôm chọn lấy phần thân và thường có đốm đen bên trên. Đôi khi cũng có một số loài cánh trơn hoặc cánh sọc. Cá là những động vật có dây sống, phần lớn là ngoại nhiệt, máu lạnh, có mang, một số có phổi và sống dưới nước. Hiện nay người ta biết khoảng trên 31.900 loài cá, điều này làm cho chúng trở thành nhóm đa dạng nhất trong số các động vật có dây sống. Sự biến nhiệt cho phép thân nhiệt của chúng biến đổi theo sự thay đổi nhiệt độ của môi trường. Mặc dù một số loài cá lớn có hoạt động bơi lội tích cực như cá mập trắng lớn và cá ngừ có thể duy trì một nhiệt độ cơ thể cao hơn. Vi khuẩn. Vi khuẩn còn được gọi là vi trùng, vi sinh vật nhân sơ đơn bào có kích thước rất nhỏ, một số thuộc loại ký sinh trùng. Vi khuẩn là nhóm hiện diện đông đảo nhất trong sinh giới, chúng hiện diện khắp mọi nơi trong đất, nước, chất thải phóng xạ suối nước nóng và ở dạng cộng sinh và ký sinh với các sinh vật khác. Trùng đế dày. Trùng đế dày là động vật đơn bào có kích thước hiển vi, hình dạng cơ thể sống đế dày, sống ở phán cống rãnh hoặc phán nước đục. Mỗi khi gặp đời sống khó khăn, khô hạn hay thiếu thức ăn, trùng đế dày có khả năng tiết nước thừa, thu nhỏ cơ thể lại, tiết ra lớp vỏ bọc gọi là quá bào sát. Thức ăn gồm vi khuẩn, phụng hữu cơ. Cho nên trùng dày có lợi chống việc đóng vai trò là một mắt xích trong chuỗi thức ăn của tự nhiên và còn làm sạch môi trường nước. Em có nhận xét gì về thế giới sống? Thế giới sống đa dạng về số lượng các loài sinh vật, đa dạng về đặc điểm và môi trường sống của chúng. Việc phân loại thế giới sống giúp chúng ta gọi đúng tên sinh vật, đưa sinh vật vào đúng nhóm phân loại, nhận ra sự đa dạng của sinh giới. Có thể phân loại thế giới sống theo những tiêu chí nào? Chúng ta có thể dựa vào những tiêu chí sau đây để phân loại sinh vật. Đặc điểm tế bào nhân sơ hay là tế bào nhân thật. Mức độ tổ chức cơ thể là cơ thể đơn bào hay cơ thể đa bào. Môi trường sống, môi trường nước hay là môi trường ở cạn. Kiểu dinh dưỡng, tự dưỡng hay dị dưỡng. Vậy bây giờ chúng ta dựa trên những cơ sở này phân biệt 12 sinh vật theo những tiêu chí sau. Chúng ta dựa vào đặc điểm tế bào. Tế bào nhân sơ thì gồm có tế bào vi khuẩn. Tế bào nhân thật là tất cả các sinh vật còn lại như bọ cánh cam, con vọc, con cá, con trùng đế dày, con cò, con rùa, con nhện, con bướm, cây thông, cây dương sĩ và hoa sung là tế bào nhân thật đó các em. Còn theo môi trường sống thì chúng ta có môi trường nước và môi trường ở cạn. Môi trường sống ở nước gồm có những sinh vật sau: con cá, con rùa, cây hoa sung và trùng đế dày. Còn môi trường ở cạn thì gồm có vi khuẩn, có bọ cánh cam, con vọc, con cò, con bướm, cây thông, cây dương sĩ và con nhện đó các em. Dựa vào mức độ tổ chức cơ thể, ta có cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Cơ thể đơn bào gồm có những sinh vật sau: trùng đế dày, vi khuẩn. Còn lại là cơ thể đa bào gồm có bọ cánh cam, vọc, rùa, cá, dương sĩ, cò, hoa súng, bướm, thông và nhện. Còn theo tiêu chí dinh dưỡng thì chúng ta có dinh dưỡng tự dưỡng và dinh dưỡng dị dưỡng. Thế nào là dinh dưỡng tự dưỡng? Tự dưỡng là quá trình sinh vật tự tổng hợp được chất hữu cơ cần thiết cho cơ thể. Ví dụ như là cây dương sĩ, cây súng và cây thông, chúng đều có khả năng tạo ra chất hữu cơ cần thiết nhờ vào quá trình quang hợp. Còn dinh dưỡng dị dưỡng là sinh vật không tự tổng hợp được chất hữu cơ mà sống nhờ vào sinh vật khác, ví dụ như là vi khuẩn,
con nhện, con cò, con trùng để giày, con rùa, con bướm, con cá, con bọ cánh cam và con vọc đó các em. Từ đây chúng ta rút ra được kết luận, phân loại thế giới sống là cách sắp xếp sinh vật vào một hệ thống theo trật tự nhất định dựa vào đặc điểm của cơ thể. Nhiệm vụ của phân loại thế giới sống là phát hiện, mô tả, đặt tên và sắp xếp sinh vật vào hệ thống phân loại. Các em chép bài phần này cho cô vào tập nhé. Và hệ thống phân loại được chia thành các bậc phân loại sinh vật. Có những bậc phân loại nào? Chúng ta cùng tìm hiểu phần này. Sinh vật được chia thành 7 bậc, được sắp xếp theo từ trật tự từ thấp đến cao như sau. Đầu tiên là loài. Loài là gì? À, loài là tập hợp của những cá thể giống nhau về hình dạng, cấu tạo. Và loài là bậc phân loại cơ bản. Tiếp theo là chi, giống, là tập hợp của các loài có đặc điểm giống nhau. Trên chi là họ, trên họ là bộ, trên bộ là lớp, và trên lớp là ngầm, cuối cùng là giới. Loài là bậc thấp nhất, và bậc cao nhất chính là ngạn giới. Các em biết không, bậc phân loại càng nhỏ thì sự khác nhau giữa các sinh vật cùng bậc càng ít và ngược lại. Để các em tìm hiểu rõ hơn, cô cho ví dụ sau. Cô có loài gấu đen châu Mỹ thuộc giống gấu, họ gấu, và họ gấu thuộc bộ ăn thịt. Bộ ăn thịt nằm trong động vật có vú, và động vật có vú thuộc ngầm dây sống. Ngầm dây sống nằm trong giới động vật. Từ các phân loại gấu đen châu Mỹ, em hãy cho biết các bậc phân loại của loài gấu trắng châu hiền. À, loài gấu trắng châu hiền cũng là giống gấu nè. Họ gấu, bộ ăn thịt, động vật có vú, ngầm dây sống và giới động vật. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về các bậc phân loại sinh vật. Bây giờ chúng ta tìm hiểu phần tiếp theo. Chúng ta tìm hiểu cách gọi tên loài. Trên đây là hình ảnh một số loài sinh vật như là cây lúa, con cá lóc. Đây là cách gọi tên phổ thông. Ngoài ra còn có tên khoa học, tên chi, tên loài, tên tác giả. Bên cạnh đó, một số sinh vật còn có tên gọi địa phương như là cô ví dụ cá lóc ha, còn có tên gọi là cá trầu, cá quả, cá chuối. À, một số địa phương á, gọi con heo nè thì là tên con lợn, con hợi. Em hãy cho biết sinh vật có những cách gọi tên nào. À, có 3 cách gọi tên sinh vật. Thứ nhất là tên phổ thông, là cách gọi tên phổ biến của loài có trong danh lục gia cú. Thứ hai là tên khoa học, là tên giống cộng tên loài cộng cho tên tác giả năm công bố. Tên địa phương là cách gọi truyền thống của người dân bản địa theo vùng miền quốc gia. Các em lưu ý, tên khoa học của loài thường sử dụng tiếng Latin và được viết in nghiêng. Còn từ đầu tiên là tên chi, giống, viết hoa. Từ thứ hai là tên loài, viết thường và mô tả tính chất của loài như công dụng, hình dạng, màu sắc, xuất xứ. Tên tác giả, năm tìm thấy loài đó được đặt sau cùng. Cô ví dụ về sao la. Sao la, tên loài của nó được đặt tên theo tỉnh Nghệ Tĩnh trước đây, nay là tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sao la được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1992 tại vườn quốc gia Phủ Quang, Hà Tĩnh. Sao la được xếp hạng ở mức nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao, trong danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới và Sách đỏ Việt Nam. Bây giờ mình sẽ nêu cách gọi tên khoa học của một số loài sau đây như là con người, chim bồ câu, cây ngọc lan trắng, cây ngô. Người ta cho sẵn mình tên chi sống và tên loài. Các em sẽ viết tên khoa học. Để viết được tên khoa học, đầu tiên các em phải viết in hoa tên sống chi. Sau đó các em viết thường tên loài sẽ ra tên khoa học của các sinh vật. Các em xem đáp án. Các em viết đúng không nào? Chúng ta rút ra được kết luận loài là gì? À, loài là tập hợp của những cá thể có nhiều đặc điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo. Và người ta chia các bậc phân loại sinh vật theo 7 bậc sau: loài, chi sống, họ, bộ, lớp, ngành, giới. Trong nguyên tắc phân loại, bậc phân loại từ nhỏ đến lớn được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Loài là bậc phân loại cơ bản, bậc phân loại càng nhỏ thì sự khác nhau giữa các sinh vật cùng bậc càng ít.
cách gọi tên sinh vật. Chúng ta có 3 cách gọi tên: tên phổ thông, tên khoa học và tên địa phương. Các em chép bài phần này vô tập cho cô nhé. Chúng ta tìm hiểu phần 3, các giới sinh vật. Thế nào là giới sinh vật? Giới sinh vật là bậc phân loại cao nhất, bao gồm các nhóm sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Phải sinh vật được chia thành mấy giới? Theo Whittaker năm 1969, thế giới sống được chia thành 5 giới: giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật và giới động vật. Để có thể phân biệt 5 giới sinh vật, người ta dựa vào những tiêu chí nào? Người ta dựa vào những tiêu chí sau: đặc điểm tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, môi trường sống, kiểu dinh dưỡng và khả năng di chuyển. Giới khởi sinh, loại tế bào, nhân sơ, mức độ tổ chức cơ thể là đơn bào, kiểu dinh dưỡng là dị dưỡng hay là tự dưỡng và đại diện là vi khuẩn. Đây là một số hình ảnh về vi khuẩn. Còn giới nguyên sinh thì loại tế bào là tế bào nhân thật, mức độ tổ chức cơ thể đơn bào hoặc đa bào, kiểu dinh dưỡng, dị dưỡng hoặc tự dưỡng, đại diện là trùng roi hay là tảo lục. Đại diện của giới nguyên sinh thì gồm có amip, trùng biến hình, trùng kiết lỵ và tảo lục đơn bào. Tảo cũng nằm trong giới nguyên sinh đó các em. Chúng ta cùng tìm hiểu về giới nấm. Là loại tế bào nhân thật, thành tế bào chứa chitin, không có lục lạp. Mức độ tổ chức cơ thể là đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, kiểu dinh dưỡng, dị dưỡng, hoại sinh, ký sinh, cộng sinh, đại diện là nấm men, nấm sợi. Đây là một số hình ảnh về giới nấm. Giới thực vật thì loại tế bào là tế bào nhân thật, thành tế bào chứa cellulo có lục lạc. Mức độ tổ chức cơ thể là đa bào phức tạp, khả năng cảm ứng chậm. Kiểu dinh dưỡng là quang tự dưỡng, là các khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ, đại diện rêu, dương sĩ, thông đất, lúa nước. Hình ảnh của cây rêu, dương sĩ, thông đất, lúa nước. Còn giới động vật thì loại tế bào là nhân thật, mức độ tổ chức cơ thể là đa bào phức tạp, phản ứng nhanh, có khả năng di chuyển, kiểu dinh dưỡng là dị dưỡng, đại diện là dung đất, tôm sông, châu chấu, thạch sùng, khỉ vàng. Một số hình ảnh của giới động vật. Các em hãy xác định môi trường sống của các đại diện sinh vật thuộc năm giới bằng cách hoàn thành bảng sau. Người ta cho sẵn mình 5 giới là giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật và giới động vật. Các em sẽ tìm cho cô đại diện của từng giới. Và môi trường sống của chúng là môi trường nước hay là môi trường cạn trong cơ thể sinh vật. Có ví dụ vi khuẩn E. coli, môi trường sống của chúng là ở nước, ở cạn và trong cơ thể sinh vật. Bây giờ các em hãy làm cho cô ví dụ về nguyên sinh, nấm, thực vật và động vật nhé. Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án nha các em. Vi khuẩn E. coli ở trong môi trường nước, cạn và trong cơ thể sinh vật. Nguyên sinh thì chúng ta có đại diện là trùng roi ở môi trường nước. Nấm là nấm rơm ở môi trường cạn. Và thực vật là cây rau muống thì chúng ở vừa ở nước và vừa ở cạn. Còn động vật là cá chép, môi trường sống của chúng là ở nước. Trước đây có nhiều quan điểm khác nhau về hệ thống phân chia thế giới sống như quan điểm 2 giới, quan điểm 3 giới, quan điểm 5 giới, quan điểm 6 giới. Nhưng mà ngày nay khoa học phát triển, các nhà phân loại có xu hướng ủng hộ quan điểm 5 giới của Whittaker. Theo Whittaker năm 1969, thế giới sống được chia thành 5 giới: khởi sinh, nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật. Các em chép bài phần này vào tập cho cô nhé. Chúng ta sang phần 4, khóa lưỡng phân. Khóa lưỡng phân là gì? Khóa lưỡng phân là cách phân loại sinh vật dựa trên một đôi đặc điểm đối lập để phân chia chúng thành hai nhóm. Để tìm hiểu rõ hơn về khóa lưỡng phân, chúng ta tìm hiểu về cách xây dựng khóa lưỡng phân. Chúng ta có các sinh vật sau: con thỏ, cây hoa sen, con chim bồ câu và con cá rô phi. Để phân biệt được những sinh vật trên thì chúng ta sử dụng những đặc điểm nào?
con thỏ thì có khả năng di chuyển, có chân, không biết bay, dị dưỡng, có lông mao và sống trên cạn. Còn cây hoa sen thì không có khả năng di chuyển, tự dưỡng, sống dưới nước. Con chim bồ câu thì có khả năng di chuyển, có chân, biết bay, có lông phủ, dị dưỡng và sống trên cạn. Còn con cá rô phi thì có khả năng di chuyển, không có chân, dị dưỡng, sống dưới nước. Theo em, các tiêu chí được sử dụng để phân biệt các sinh vật trong hình sẽ là những tiêu chí nào? À, khả năng di chuyển nè, khả năng bay, có chân hoặc không, và lớp lông bên ngoài, kiểu dinh dưỡng, môi trường sống của chúng. Và trong các đặc điểm trên thì khả năng di chuyển là đặc điểm đặc trưng nhất. Và cũng để xây dựng khóa luận phân, chúng ta lựa chọn đặc điểm đặc trưng nhất là cái khả năng di chuyển để xây dựng. Khả năng di chuyển được chia làm hai nhóm, nhóm không có khả năng di chuyển và nhóm có khả năng di chuyển. Nhóm không có khả năng di chuyển đại diện là cây hoa súng. Còn đặc điểm có khả năng di chuyển cô đã chia tiếp nhỏ ra. Cô dựa vào đặc điểm là có chân thì chúng ta chia tiếp ra là không có chân hay là có chân. Và đặc điểm không có chân đại diện là con cá rô phi. Và bây giờ đặc điểm có chân này cô sẽ dựa vào đặc điểm biết bay. Cô sẽ chia ra làm không biết bay và biết bay. Và đặc điểm không biết bay đại diện là con thỏ. Và đặc điểm biết bay là con chim bồ câu. Sơ đồ trên người ta gọi là sơ đồ khóa luận phân đó các em. Em hãy cho biết cách xây dựng khóa luận phân trong hình. Bước 1. Xác định đặc điểm đặc trưng của mọi sinh vật. Bước 2. Dựa vào đặc điểm đặc trưng nhất để phân chia sinh vật thành hai nhóm. Bước 3. Tiếp tục phân chia các nhóm trên thành hai nhóm nhỏ hơn cho đến khi mọi nhóm chỉ còn một sinh vật. Bước 4. Xây dựng khóa luận phân hoàn chỉnh. Khóa luận phân là gì? À, khóa luận phân là cách phân loại sinh vật dựa trên một đôi đặc điểm đối lập để phân chia chúng thành hai nhóm. Cách xây dựng khóa luận phân, xác định đặc điểm đặc trưng đối lập của mọi sinh vật. Dựa vào đó, chúng ta phân chia chúng thành hai nhóm cho đến khi mọi nhóm chỉ còn lại một sinh vật. Các em chép bài phần này phô tập cho cô. Chúng ta sang phần củng cố. Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự. A. Loài chi họ bộ lớp ngầm giới. B. Loài họ chi bộ lớp ngầm giới. C. Giới ngành bộ họ lớp chi loài. D. Giới họ bộ ngành lớp chi loài. Em sẽ chọn đáp án nào? A. Chúng ta sẽ chọn đáp án là câu A. Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ lớn lớn theo trật tự loài chi họ bộ lớp ngành giới. Người ta cho tên khoa học của loài người, nhiệm vụ của các em là xác định tên sống, loài tác giả, năm tìm ra loài đó. A. Tên sống, tên loài, tên tác giả và năm tìm ra. Người ta cho mình một số hình ảnh sau. Em hãy gọi tên các sinh vật. Đầu tiên là vi khuẩn nè, rêu, con ong, trùng roi xăm, con gà, cái phượng, nấm đùi gà và con ếch. Em hãy cho biết các sinh vật đó thuộc giới nào? Vi khuẩn thuộc giới khởi sinh, rêu thuộc giới thực vật, con ong thuộc giới động vật, trùng roi xanh thuộc giới nguyên sinh, con gà thuộc giới động vật, cây phượng thuộc giới thực vật, nấm đùi gà thuộc giới nấm và con ếch là giới động vật. Các em làm đúng chưa? Các em về nhà nhớ chép bài đầy đủ, học bài và xem trước bài 23. Bài học của cô trò mình hôm nay đã kết thúc rồi. Cô chúc các em học tốt. Hân ái chào các em.